Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 6 tháng 3. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục giảm, trời rét với mức nhiệt trong chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 22 độ ở phía Đông. Các tỉnh ở phía Tây ít chịu tác động của khí lạnh nên mức nhiệt độ trưa chiều mai ở mức từ 22 cho đến 25 độ. Khu Tây Bắc có nơi còn 25 cho đến 27 độ. Xuống đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Đông Bắc nên mưa cũng xuất hiện, cùng với nền nhiệt giảm, trời chuyển rét ở các tỉnh như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây được dự báo sẽ không vượt quá ngưỡng 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho đến Huế, thời tiết ít biến động, mưa nhỏ chỉ xảy ra ở vài nơi. Nền nhiệt cao nhất ngày ở đây dao động trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, ban ngày vẫn có nắng nhiều, với mức nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Thưa quý vị và bà con, mới đây trên địa bàn xã Trà Giáp, Bắc Trà My, Quảng Nam xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng trên gia súc, khiến một số con bị chết. Hiện có 11 con bò, 7 con trâu nhiễm bệnh và 2 con bị chết do dịch. Trước tình hình này, thì bà con cần cách ly triệt để gia súc bị bệnh, xử lý các vết lở loét ở chân, miệng, vú của gia súc theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đồng thời, trong quá trình chăm sóc, bà con chú ý giữ chuồng khô ráo, sạch sẽ, lót chuồng dày cho gia súc nằm, cho ăn cỏ tươi, cỏ mềm, cho gia súc ăn cháo khi bị bệnh nặng. Cùng với việc điều trị bệnh thì cần tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh khu vực có gia súc bị bệnh và các vật dụng có liên quan đến gia súc ốm chết, thực hiện nuôi nhốt cách ly gia súc theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đối với những vùng chưa xuất hiện bệnh, bà con cần chú ý phòng bệnh bằng các biện pháp sau đây. Thực hiện tiêm phòng vaccine, nhất là vùng khống chế, vùng đệm, vùng có dịch xảy ra trong vòng 2 năm gần đây. Thực hiện tiêm phòng 2 lần trong 1 năm, lần thứ nhất cách lần thứ 2 6 tháng, lần thứ nhất nên tiêm vào tháng 3 đến tháng 4 trong năm, lần thứ 2 nên tiêm vào tháng 9, tháng 10 trong năm. Bà con chăn nuôi gia súc cam kết thực hiện 5 không: không giấu dịch, không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, không bán gia súc mắc bệnh, không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc bị bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường. Thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, diệt loài gặm nhấm, thực hiện tiêu độc khử trùng khu vực có gia súc bị ốm chết. Con giống đưa vào chăn nuôi phải khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng lở mồm long móng, trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống dùng trong chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người vào tham quan, nhân viên thú y trước khi ra vào khu vực chăn nuôi phải được vệ sinh khử trùng và trang bị bảo hộ. Tiếp tục với tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hai khu vực này duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều, nền nhiệt trưa chiều vẫn khá cao. Tại Tây Nguyên là 28 cho đến 31 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Một số nơi thuộc vùng núi như là Bình Phước, Tây Ninh còn sấp xỉ 35 độ, trời oi nóng vào một vài tiếng giữa trưa. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng trời rét. Nền nhiệt thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Cao nhất từ 22 cho đến 25 độ. Khu Tây Bắc có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nền nhiệt thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Cao nhất từ 20 cho đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 86 cho đến 91%. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở phía Bắc khu vực, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, trời rét. Nền nhiệt thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Nền nhiệt cao nhất ở phía Bắc là từ 21 cho đến 23 độ, phía Nam là từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa ở vài nơi, riêng phía Nam mây thay đổi ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cho đến cấp 3. Mức nhiệt thấp nhất ở phía Bắc từ 20 cho đến 22 độ, phía Nam là từ 22 cho đến 24 độ. Còn nền nhiệt cao nhất ở phía Bắc là từ 27 cho đến 29 độ, phía Nam là từ 29 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 78 cho đến 83%. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 72 cho đến 77%. Tại các tỉnh Nam Bộ,
mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cho đến cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất từ 22 cho đến 24 độ, nền nhiệt cao nhất từ 31 cho đến 34 độ, miền Đông có nơi 35 độ. Độ ẩm trung bình từ 72 cho đến 77%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong bản tin tiếp theo.